trong đời sống cư sĩ vẫn có những hoạt động mang tính chất lợi dưỡng như đi nghỉ mát đi nhà hàng đi nhà hát trong những hoạt động này con sẽ được xem cảnh đẹp ăn những món ngon nghe những tác phẩm nghệ thuật hay đây có được xem là phước trổ quả lành không con thấy thực chất trong tâm không có nhu cầu hưởng dục thế này mà đã chủ động can thiệp bằng và đã chủ động can thiệp bằng các hạn chế tối đa những khả năng hưởng dục với suy nghĩ đi kèm là như vậy sẽ giúp để dành phước cho những lúc khó khăn cái nhìn này có đúng chánh pháp không ờ, thứ nhất là như sư nói đừng có cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp nha yeah cái việc mà mình được uh, đi du lịch uh, mình được đi nghỉ dưỡng thì một phần một phần trong đó là do cái do quả lành do cái phước lành uh, tại sao xin nói là do phước lành là bởi vì mắt quý vị mắt của mình ấy, được nhìn những cái vừa ý uh, tai của mình ấy, được nghe những cái vừa ý Mũi của mình được ngửi những cái vừa ý, lưỡi của mình được nếm những cái vừa ý và thân của mình được xúc chạm những cái vừa ý. Thì một số trong đó là những cái quả lành. Là những quả lành. Chính nhờ những quả lành đó mà các các cái giác quan của mình ấy được tiếp xúc với các cái cảnh vừa ý. Nhưng mà sư nói là không phải tất cả bởi vì sao? có những cái là mình do cái lòng ham muốn hưởng thụ của mình mà mình thúc đẩy ha, ví dụ như mình muốn ăn một món ngon cho nên mình bởi vì mình bị thôi thúc do mình bị thôi thúc bởi sự ham muốn ăn một món ngon cho nên mình mới đi ra một cái nhà hàng cao cấp mà mình gọi một món ngon gọi cái món ngon mà mình đang thèm ấy thì đó là do mình bị thôi thúc ừ, mình bị thôi thúc bởi lòng dục nha, bởi sự ham muốn hưởng thụ cái đó đừng đổ thừa cho nghiệp nha cái đó đừng đổ thừa cho nghiệp nó kỳ lắm xin nói tại sao nó kỳ à, ví dụ như một người tự nhiên à thèm thèm đánh người khác thèm chửi người khác, đi ra ngoài kiếm chuyện, um, kiếm chuyện, gặp gặp cái người mà họ, mình có thể chửi được là chửi, gặp cái người mà mình đánh được là đánh, rồi mình nói cái đó tại vì do nghiệp, cái đó suy nghĩ, quý vị nghĩ coi cái đó uh, có hợp lý hay không, um, có hợp lý hay không, suy nghĩ không hợp lý. Cho nên uh, một số, ha, một số cái, một số cái là do cái quả của nghiệp cho nên các cái giác quan của mình ấy, nó mới tiếp xúc với những cái đối tượng vừa ý mắt thấy cảnh đẹp tai nghe âm hay à, mũi ngửi mùi hương lưỡi nếm vị ngon thân xúc chạm thoải mái đấy một số là do quả của nghiệp nhưng mà một số là do mình bị thúc đẩy bởi ham muốn của mình mà do đâu mình bị thúc đẩy bởi ham muốn do sự suy tư không hợp lý. Tức là mình suy tư về sự hưởng dục, nha. Mình suy tư về sự hưởng dục, cho nên nó, nó chính cái sự suy tư về hưởng dục đó, đó là sự suy tư không hợp lý. Và chính bởi cái suy tư đó, cho nên uh, cái lòng dục của mình nó mới tăng trưởng. Nha, xin nói bình thường giả sử như uh, năm trai gái yêu nhau, trai gái yêu nhau nếu như mà nó lo nó làm việc ha đi làm kiếm tiền lo đi những cái project ha rồi những cái job thì đâu có thời gian nó không nghĩ đến người yêu của nó thì không vấn đề gì hết nhưng mà khi nó suy tư không hợp lý nè nó nhớ người yêu đó là suy tư không hợp lý không hợp lý đó à, nó nhớ người yêu cho nên mà nó vẫn tiếp tục nó giữ cái suy tư đó và chính bởi vì nó giữ cái sự suy tư đó đó cái lòng nhớ người yêu của nó nó mới tăng trưởng lên nó mới tăng trưởng lên nó mới phát triển lên và nó phát triển thì nó làm cái gì gọi điện nhắn tin và nó tăng trưởng hơn nữa thì đi đến cái chuyện là gặp nhau và nam nữ thời nay mà gặp nhau thì có khi là không gặp nhau ở ngoài đường không gặp nhau ở công viên mà gặp nhau ở trong một cái bốn bức tường đấy thì uh, đó là do sự thôi thúc bởi lòng dục mà do đâu mình bị thôi thúc bởi lòng dục do sự suy tư không hợp lý cho nên không phải cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp nhớ dùm sư uh, rồi um, cái chuyện mà quý vị um, hạn chế cái sự hưởng dục đó, cái sự hưởng dục À, bởi vì quý vị nghĩ là nó như vậy nó sẽ để dành phước thì sư xin thưa như thế này nha à, cái, à, trái cây ấy, cái trái cây cái trái cây khi mà nó chín thì mình hái xuống mình ăn nha à, mà nếu như cái trái nó chín mà mình không hái xuống mình ăn ấy, thì nó cũng rụng thôi nó cũng rụng và nó thối mất cũng vậy các cái quả các cái quả lành nha các cái quả lành khi nó chỗ đó mà mình chủ động mình không có hưởng thì nó chỗ rồi thì nó sẽ mất chỗ rồi nó sẽ mất à, chứ không phải là mình chủ động là mình kéo cái nghiệp đó lại để cho nó từ 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 sau này nó chỗ ừ. xin thưa chị nó không có nha chuyện đó không có quý vị có thể hỏi sư dựa vào đâu sư nói như thế này cái quả lành ấy mà quý vị nghĩ là mình có thể tiết kiệm tại sao cái quả dữ mình làm không được ừ? tại sao có nhiều người ấy, thôi bây giờ tôi chuẩn bị tôi khổ thôi dời cái khổ đó lại vì tôi không chịu khổ đâu cái khổ đó thì cứ để nó đi để đi tôi hẹn tôi hẹn à, chừng nào mà tôi sẵn sàng tôi thoải mái để mà tôi hưởng cái sự khổ đó đó thì tôi mới khổ chứ còn bây giờ tôi không sẵn sàng thoải mái thì tôi để dành cái khổ đó thì chừng nào tôi sẵn sàng tôi mới khổ hay là bây giờ mình uh, uh, phạm uh, ngũ nghịch ha? phạm ngũ nghịch uh, mình chuẩn bị đi địa ngục tới nơi rồi Nói, thôi 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 để dành nó đi để dành nó đi à, chừng nào mà tôi thấy tôi thoải mái thì tôi mới đi địa ngục chứ còn bây giờ tôi không thoải mái thì tôi không đi địa ngục đâu tôi chủ động tôi từ chối cái chuyện đi địa ngục thì uh, nó có thể xảy ra hay không nó có thể xảy ra hay không ha? mà nếu như cái ác nghiệp á, mà mình không hẹn được thì quý vị nghĩ tại sao mà cái cái thiện nghiệp mà quý vị hẹn nó được ừ. nghiệp và quả của nghiệp nó vốn dĩ là nó chỗ mà mình lỡ thì mất đơn giản vậy thôi nhưng mà quả của thiện nghiệp á nó có một đặc điểm mà quả của ác nghiệp nó không có đó là như thế này khi mà cái quả của thiện nghiệp á nó chỗ mà mình um, ly dục mình ly dục mình kiểm soát cái lòng ham muốn của mình ấy, mình kiểm soát lòng ham muốn của mình mình chấp nhận nó qua đi và nó mất và mình không hưởng thụ nó thì mình gieo cái phước ly dục nhớ dùm như mình gieo cái phước ly dục à, ví dụ như à, mình à, do cái phước của mình ấy cho nên là mình được thừa kế một cái gia tài yeah, một cái gia tài nếu như nếu như mà mình từ chối mình không hưởng cái gia tài đó và mình đi xuất gia cái sự kiện này đã có vào thời đức phật nha mình không hưởng cái gia tài đó mà mình đi xuất gia thì cái phước chỗ của việc hưởng gia tài đó, đó mà mình từ chối mình không có nhận ý là mất nhưng mà bản thân vị đó được cái phước ly dục có nghĩa là mình bỏ cái phước này mình bỏ cái quả này mà mình lấy cái nhân mới đấy thì nó được như vậy chứ không có chuyện là mình để dành được nha để dành được cái, cái phước để dành được phước thì chỉ nó không có à, sư nhớ cách đây không lâu có một cái sư cô đăng lên một trong một cái bài báo Uh, nói là uh, cha mẹ uh, đừng có cho con nó hưởng uh, hưởng sung sướng, bởi vì như vậy là mình sẽ để cho con nó xài hết cái phước của nó, sau này nó sẽ khổ. Uh, thay vì như vậy, mình hãy hạn chế bớt cái sự sung sướng của con lại. Để mà để dành phước thì suy nghĩ như thế này, những bậc làm cha mẹ mà nghe theo cái lời của cái cô sư cô này đó thì tức là cái phước của đứa con tới đó nó hết rồi, cái phước của tụi nó tới đó là hết rồi, cho nên nó cha mẹ nó mới nghe, có nghĩa là đáng đáng lẽ nó sanh vào cái gia đình đó đó, nó được hưởng những cái tiện nghi, thí dụ như trị giá 100 triệu, sư ví dụ như vậy, nhưng mà do cái phước nó tới đó hết rồi, phước tới đó nó hết rồi cho nên ba má mới nghe bà sư cô đó. rồi từ trăm triệu đó cho cho mình xuống 10 triệu thôi tức là do cái phước nhỏ nó hết rồi chứ không phải là mình nghĩ là mình tiết kiệm như vậy đó là con nó, nó tiết kiệm phước thì nó không có chuyện nó không có nhớ dùm nha cái ác nghiệp mà mình không đẩy lùi nó được thì cái thiện nghiệp làm sao mình đẩy lùi làm sao mình đẩy lùi chỉ có cái mình chủ động mình ly dục mình không hưởng thụ thì mình được cái phước ly dục thôi ừ. à, còn à, sẵn nói luôn cha mẹ mà dạy con ấy thì tốt nhất là dạy con biết cách sử dụng tài sản hợp lý và đừng có chìm đắm trong cái sự hưởng thụ bởi vì khi mình chìm đắm trong sự hưởng thụ á thì à, nó không bao giờ là đủ nha lòng tham thì vô đáy không bao giờ là đủ nếu như mình cứ không có cái sự tự kiềm chế hoặc là mình không có cái tiết chế trong cái việc hưởng thụ thì uh, miệng ăn núi lở nha uh, tiền bạc uh, cha mẹ thì cũng sẽ hết rồi tới hồi đó thì con sẽ không có khả năng thích ứng với cái sự khổ ở, ở sướng thì nó dễ từ khổ qua sướng thì nó dễ chứ còn từ sướng qua khổ thì nó khó Thế thì nhắc tụi nó như vậy để mà mình tập cho nó cái khả năng kiểm soát lòng ham muốn của bản thân sẽ tốt hơn nha. Chứ đừng có nghĩ là mình uh, tiết kiệm vậy là cái phước mình để dành cho nó không có ha.